Trong thời gian qua, các đại lý tại Việt Nam đã tích cực nhận cọc cho mẫu xe Hyundai Stargazer X 2024 chuẩn bị ra mắt. Đến nay, giá bán chi tiết hơn của mẫu MPV cỡ nhỏ này đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý công bố. Theo nguồn tin từ đại lý, Hyundai Stargazer X 2024 sẽ có 3 phiên bản là tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này là 489 triệu, 559 triệu và 599 triệu. Ngoài ra, hai phiên bản đặc biệt và cao cấp còn có thêm màu sơn riêng là trắng nhám và vàng ánh kim cao. Phiên bản màu trắng nhám và vàng ánh kim sẽ có giá cao hơn 10 triệu. Nếu giá bán này là chính xác, Hyundai Stargazer X 2024 sẽ rẻ hơn đến 86 triệu so với Stargazer hiện đang bán tại Việt Nam. Giá niêm yết của Stargazer tại Việt Nam hiện đang giao động từ 575 đến 685 triệu cho 4 phiên bản. Đồng thời, Hyundai Stargazer X 2024 sẽ trở thành mẫu MPV có giá niêm yết rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 3 vừa qua, Hyundai Stargazer có doanh số bằng không khiến nhiều người bất ngờ, lý giải việc này đại lý cho biết là do không còn xe để bán. Toàn bộ xe đã được giao hết trong tháng 2 và mẫu MPV này cũng chuẩn bị ra mắt phiên bản mới. Việc định giá thấp có lẽ là động thái nhằm cải thiện doanh số cho mẫu MPV này của Hyundai thành công. Trong thời gian qua, Mẫu xe Hyundai Stargazer có doanh số không mấy khả quan ở Việt Nam, chủ yếu do thiết kế kém nịnh mắt và sự thiếu vắng của một số trang bị. Chẳng những rẻ hơn, Hyundai Stargazer X 2024 còn sở hữu thiết kế cải tiến so với Stargazer thông thường. Trên thực tế, mẫu xe này được định vị như phiên bản MPV Line SUV của Hyundai Stargazer, tương tự công thức được áp dụng cho Mitsubishi Spander Cross, Suzuki XL7 hay Toyota Veloz Cross. So với Stargazer thông thường, Hyundai Stargazer X 2024 được thay đổi ở một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, tấm ốp gầm giả, vành la răng 17 in, nẹp bằng nhựa màu đen ở hốc bánh sườn xe, ba gờ nóc và cánh gió mui. Ngoài ra, xe còn sở hữu khoảng sáng gầm 205 mm, tăng 20 mm so với Stargazer. Bên trong vẫn là không gian nội thất ba hàng ghế như Stargazer thông thường. Hiện chưa rõ Stargazer X tại Việt Nam có phiên bản 6 chỗ. Như xe dành cho Indonesia hay Thái Lan hay không? Khác với ngoại thất, thiết kế nội thất không thay đổi nhiều. Xe chỉ có thêm ốp đen bóng xung quanh màn hình cảm ứng trung tâm, bảng đồng hồ và khu vực điều khiển điều hòa. Thêm vào đó là chỉ đỏ trên ghế và vô lăng. Bù lại, xe được bổ sung những trang bị mới như phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Hệ thống âm thanh Bose, nút bấm SOS màu đỏ và đèn LED nội thất cũng được trang bị cho mẫu xe này. Ngoài ra, xe còn có thêm phanh đĩa sau và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Những trang bị tiện nghi và an toàn còn lại không khác biệt so với Stargazer. Ngay cả động cơ của mẫu MPV này cũng được bê nguyên từ Stargazer sang. Cụ thể, xe dùng máy xăng Smart Stream 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Stargazer X sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Đại lý báo thời gian giao xe sẽ là ngay trong tháng 4 này.